Chào chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái khái niệm về một cái nghi thức rất là quan trọng trong quá trình làm nhà, gọi là nghi thức động thổ. Bởi vì là chúng ta phải hiểu rõ cái khái niệm về động thổ, bởi nhiều khi chị làm việc hay là nhiều khi chị mà thực hiện cái nghi thức này, anh chị bị nhầm lẫn. Động thổ bản thân nó là cái cụm từ đầy đủ của nó là lễ động thổ, tức là cái nghi lễ được thực hiện để mà xin phép động thổ cái trạch đất. Đây là một nghi thức để hành lễ xin phép thần linh, thành hoàng và tạ ơn đất trời và tạ ơn gia tiên để mà chúng ta trước khi chúng ta xây dựng nhà cửa. Chứ động thổ ở đây không phải là một hành động, chúng ta phải hiểu rất rõ khái niệm này. Động thổ ở đây không phải là không đơn thuần chỉ cái lễ động thổ không đơn thuần là hành động mà chúng anh chị quốc cái đất để chúng quốc xuống đất gọi là động thổ. Anh chị rất hay nhầm lẫn, bởi vì khi chị bắt đầu phá nhà chẳng hạn, anh chị dọn dẹp mặt bằng chẳng hạn, anh chị rất là lo lắng. Anh chị bảo là cái ngày đến cái ngày 20 này mới là ngày anh chị động thổ cơ, nhưng để chị động thổ thì chị dọn dẹp mặt bằng, anh chị có thể là xin hạ giải cái lễ hạ giải cái nhà cũ, anh chị tạ ơn, hay là anh chị phạt mộc, hay là anh chị quốc xuống đấy. Thì anh chị đã rất là lo lắng khi mà chưa đến ngày động thổ nhưng chị lại có quốc hay đào hay là dọn dẹp cái mặt bằng cũ, thì chị bảo là như thế tức là anh chị đã đào xuống đất rồi, thì như vậy gọi là động thổ. Thì cái quan điểm đấy là hoàn toàn sai lầm, nó không phải như vậy. Bình thường anh chị ở trong nhà, anh chị vẫn đào cây, anh chị vẫn quốc sới, anh chị vẫn đào xuống đất, thì mỗi lần đào xuống đất thì thế này gọi là động thổ à? Điều đấy là hoàn toàn là không phải. Cho nên là trong cái quá trình mà dọn dẹp và san lấp mặt bằng, hay là anh chị dọn dẹp cái không gian hay là cái diện tích để trước khi anh chị xây dựng, anh chị đào bới thoải mái, và kể cả trong quá trình động thổ anh chị rất là quan trọng là cái bể phốt. Nếu như anh chị mà có cái nhà cũ anh chị phá đi, anh chị xây cái nhà mới, thì chúng ta đã có một cái nghi thức đầu trương, đó là lễ hạ giải. Từ anh chị tạ ơn đất trời, tạ ơn thần linh, rồi tạ ơn thành hoàng bản thổ, rồi tạ ơn tất cả những cái vị thánh nhân trong đấy. Anh chị xin phép là cái căn nhà này đã đi theo anh chị một thời gian rất là dài rồi, anh chị được cư trú trong đó, anh chị được hưởng cái nọ hưởng cái kia rồi, đúng không ạ? Thì nay thì muốn có xây dựng căn nhà mới để việc thờ phụng các ngài nó được chu đáo hơn, rồi để gia đình có cái nhu cầu được sinh hoạt trong một điều kiện đàng hoàng hơn. Anh chị làm lễ xin phép, anh chị hạ giải, anh chị đã phá cái nhà đấy rồi, thì anh chị phá đến hết nền, đúng không ạ? Thì đương nhiên trong nhà cũ, nhà hiện đại bây giờ ấy, là kiểu gì nó sẽ có cái bể phốt, thì anh chị lại lo lắng rằng là hay là bây giờ mình không dám cuốc cái bể phốt đấy lên, phải chờ đến cái ngày để mà chúng ta vét cái động thổ đấy, tức là chúng ta phải chờ đến cái ngày để chúng ta động thổ xong thì được khoét cái bể phốt đấy lên. Còn điều đấy cũng hoàn toàn không phải. Còn chưa kể là anh chị để lại cái, anh chị có diện tích đất thì anh chị xây khoảng tầm 70-80 m² chẳng hạn, cái nhà cũ anh chị nó vướng vào đủ cả, tức là chị xây cái nhà cũ chị cũng 50-60 m². Thì khi mà tôi xem cho anh chị trên hồ sơ phong thủy, tôi bảo là anh chị động thổ ở tôi phương đông bắc, động thổ ở tôi phương nam, động thổ ở tôi phương tây chẳng hạn, thì anh chị lại những cái vị trí chị động thổ lại rơi vào đúng cái móng cái nền của nhà cũ, thì lấy đâu ra đất? Thì anh chị lại lấy cái xe bay xá bên anh chị gõ cọc 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 vào chỗ đó, thì bản chất đấy là cái nghi thức, chứ bản chất đấy nó không phải là một cái quá trình động thổ. Cho nên ra là anh chị hoàn toàn có thể dọn dẹp tất cả các mặt bằng trên cái diện tích anh chị định xây dựng, từ phạt mộc, từ đào cây, cho đến từ anh chị làm bất kỳ một cái động tác gì đấy, chị dọn dẹp cái mặt bằng này đi, anh chị đào bể hút toàn bộ hệ thống bể phốt nếu có, rồi anh chị dọn dẹp phẳng phiu để cho cái vị trí mà hôm anh chị làm cái nghi thức lễ động thổ nó sạch sẽ, đúng không ạ? Mà nếu như nó trơ được ra cái nền đất, điều đấy là điều tốt nhất. Thì lúc đấy nó trơ đất ra thì mình có chỗ để mà cuốc, có chỗ để mà đào, lúc đấy mới sử dụng bột trừ tà khai vận để đặt vào các góc để xông khu đất đấy cho nó thơm tho, cho nó hết uế. Thì lúc anh chị làm lễ, chị mời thánh mời thần, người ta mới lai dáng vào nhà, thì bể phốt vẫn còn, đất thì bừa bãi, cây cối thì chưa phạt. Vừa vào đấy dập dập với cả dẹp mãi mới được cái chỗ để đặt cái bàn lễ.
bừa bãi thế thì anh chị xin ai, xin thánh xin thần nào lai giáng chỗ đó, chỉ có ma có quỷ đến đấy thôi. Cho nên thành ra là cái nơi mà anh chị thực hiện nghi thức nghi lễ thì nơi đấy nó được sạch sẽ. Cho nên nha, là cái quá trình khi tôi xem cái ngày để anh chị hạ giải với cả cái ngày anh chị độc thổ cách nhau nó cả 12 ngày đến 15 ngày, có nhiều trường hợp 24 ngày để chúng ta có được cái không gian. Và cái điều quan trọng hơn là anh chị làm cái việc dọn dẹp này càng sớm càng tốt. Và mà mình muốn rằng là ánh sáng mặt trời là dương khí, nó rọi trực tiếp xuống cái nền đất của anh chị để chúng ta tẩy bỏ, chúng ta loại trừ tất cả những cái âm khí, những cái tà khí, những cái nạp, những cái niệm khí, những cái khí uế, khí xấu ở trên cái nền đất trước khi xây dựng, nó được tẩy uế một cách hoàn toàn. Sau đó, trước cái thời điểm anh chị thực hiện cái lễ động thổ thì bắt đầu chúng ta mới đặt trầm, chúng ta đặt dùng cái bột trừ tà khai vận, chúng ta xông cái đất đấy để cho nó sạch sẽ, để chúng ta nghênh đón thần. Cho nên là bản thân động thổ nó là một cái lễ, nó là một cái nghi lễ. Và trong nghi lễ đấy nó gồm có hai phần. Một là phần lễ, hai là phần hành động, tức là phần chúng ta thực hiện. Thì ở phần lễ thì chúng ta xin ai? Xin thánh, xin thần linh thổ địa. Trong hồ sơ phong thủy của công ty phong thủy Đăng Nguyên, tôi có nói rất là rõ về chuyện này là trước cái kỳ lễ động thổ, có thể là một ngày, có thể hai ngày, hoặc trước giờ động thổ, anh chị nếu như mà là cái người mà biết trước biết sau, là chúng ta có ơn trên, chúng ta anh chị biết thừa rằng là không phải là anh chị cứ nỗ lực, không phải anh chị cứ cố gắng, không phải anh chị học thật giỏi là chúng ta có thể thành đạt hay là chúng ta có được vị trí cao trong xã hội. Nó còn rất nhiều yếu tố đó và rất nhiều yếu tố nữa. Và một trong những yếu tố đó, đó chính là cái lòng biết ơn và sự cảm ơn. Cho nên là khi anh chị đến trước cái ngày động thổ 1-2 ngày, anh chị đến đình đền miếu phủ chùa chiền chẳng hạn, anh chị xin một trong những số đó cũng được, anh chị cầu xin thành hoàng bản thổ rằng là đến cái ngày hôm đấy tại địa chỉ chỗ đó, rồi chúng ta anh chị có một cái nay đã được ơn của đất trời, rồi ơn của thành hoàng bản thổ, rồi ơn của gia tiên tiền tổ, rồi sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, rồi của gia đình, thì anh chị có cái nhu cầu hay có cái mong muốn được xây cất một căn nhà tại đó thì xin thành hoàng bản thổ ngày hôm đó, thì đến đó để chứng lễ cũng như là để phù hộ cho anh chị, và xin ngài hôm đó là chứng giám cái lòng thành của anh chị và đã biết anh gia đình là người biết trước biết sau, cho nên là xin ngài lai giáng chứng giám đấy để phù hộ cho cái việc xây dựng được an toàn, thợ thuyền được hành thông, cái trạch đất được ấm long vượng khí để sau này có người cư trú trên đó để mọi sự nó thuận may, gia đình cư trú trên đó được hạnh phúc, được bình an. Ví dụ thì anh chị làm cái lễ đấy ở đình thành hoàng làng, thì sau đó là anh chị lại sau đó thì anh chị làm ở thành hoàng làng xong thì sau đó anh chị lại đến cái thời điểm động thổ thì anh chị bày hương án đàn lễ ra, anh chị lại tiếp tục cầu xin, anh chị cầu xin thần linh thổ địa thành hoàng bản thổ trời Phật, rồi thỉnh mời gia tiên, cảm ơn đội ơn gia tiên, rồi đội ơn các tổ tiên tỷ tổ, tỷ tổ khảo báo thông huynh đệ đấy, văn đấy có rồi, hướng dẫn anh chị rất nhiều rồi, thì anh chị cầu xin và anh chị cảm ơn xong thì sau đó thì chúng ta bắt đầu là sau khi phần nghi lễ mà xin xong thì phần đấy gọi là phần lễ, thì sau khi lễ xong thì bây giờ chúng ta tiến hành cái nghi thức động thổ, đúng không ạ? Thì lúc này là động thổ nó là một nghi thức, thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái vị trí mà anh chị đã lựa chọn ở chúng ta, cái vị trí mà anh chị đã lựa chọn thì chúng ta bắt đầu là cuốc và đào xuống vị trí đó. Thì anh chị anh chị lại hỏi rằng là thế thì bây giờ đào ở chỗ nào, thì thực tế thì cái việc mà đào ở chỗ nào thì do thầy phong thủy hoặc là do cái người tư vấn người ta sẽ lựa chọn hướng dẫn cho anh chị. Thông thường thì có rất nhiều cách để đào, có nhiều người thì đào ở giữa trước rồi đào xung quanh, những người đào xung quanh thì đào ở giữa chẳng hạn. Nhưng giả sử như chúng tôi thì lại không sử dụng cái phương pháp như vậy, chúng tôi lại lựa chọn vị trí tam cát lục tú, tôi lựa chọn vị trí thái âm thái dương đao sơn, hay tôi sử dụng các cái thuật trận pháp của kỳ môn để tôi lựa chọn từ 2-3 vị trí mà có quý thần đào đến để mà động thổ ở cái phương vị đấy cho anh chị, để anh chị nghênh tiếp được quý thần. Thì anh chị lựa chọn vị trí đấy rồi sau đó anh chị sẽ đào xuống đó. Lưu ý rằng là không phải là động bao nhiêu nhát, mà vấn đề là chúng ta sẽ đào xuống dưới đấy khoảng 20-30 phân. Và lưu ý rằng là nếu anh chị cẩn thận thì cái số cuốc, tức là số cái lần anh chị cuốc cái cuốc xuống để anh chị đào thì nó kết thúc, và nó phải, nếu anh chị có đếm thì nó phải là số lẻ, vì số lẻ thì là số dương và là số sinh, thì điều này là điều sẽ rất là cát lành. Bên cạnh đó
trong quá trình mà anh chị cuốc đào thì trong cái tâm của anh chị nó phải có một cái niệm khí, tức là cái mong muốn, cái mong cầu rằng là xin phép thần linh thổ địa, xin phép gia tiên tiền tổ, có mong muốn mong cầu rằng là nay thì có được ơn của đất trời, ơn của gia tiên, rồi được hàng xóm láng giềng, rồi bạn bè giúp đỡ, thì nay để xây dựng cái căn nhà này, có cầu mong đất trời gia hộ cho cái rạch đất này sau này là ấm long vượng khí để gia đình chúng con có được hai chữ bình an, rồi có được tài lộc, có được phú quý, rồi con cháu thì sum vầy nhân đinh thì thịnh vượng. Chúng ta tâm niệm cái điều đấy rồi chúng ta quốc từng nhát quốc, quốc từng nhát quốc, quốc từng nhát quốc để cho cái việc đấy nó trở nên là nó hữu ích. Thì sau khi anh chị quốc xong thì anh chị sẽ chờ hương hết thì chúng ta sẽ lấy cái vàng mã đó chúng ta đặt vào cái khu vực giữa đất chúng ta hóa. Hoặc là nếu như mà chúng ta sử dụng cái phương pháp bày lễ mà của công ty Phong Thủy Thái Nguyên thì chúng ta sẽ di chuyển cái lễ đấy về bốn phương, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng ngựa ngũ phương, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng ngựa thần linh thì những bộ thần linh thì chị hóa ở giữa, còn bộ ngũ phương thì chị sẽ hóa vào bốn phương và điểm trung cung của điểm ở giữa, và chúng ta sẽ hóa cái tiền vàng vào cái vị trí mà anh chị đào những cái hố mà vị trí động thổ. Còn lưu ý rằng là khi chị hóa vàng thì rượu, nước, gạo, muối, trà thì anh chị không có vứt vào cái khu vực vàng mã, mà cái đấy sử dụng để đãi, thì rượu anh chị sẽ tới ở đằng phía trước của phía đất, nhớ là không đổ rượu hay nước vào trong vàng mã đang cháy, và chúng ta sẽ tới ở phần phía trước và chúng ta sẽ để gạo, muối và trà, chúng ta sẽ vẩy và ném ra của khu vực trước đất và ngoài đường. Có một điều lưu ý nữa đó là cái hoa quả cũng như là cái đồ lễ anh chị mua nhiều một chút. Tại sao lại mua nhiều? Anh chị sẽ bớt lại gia đình của nhà mình một phần thôi, còn lại là ví dụ anh chị là 7 phần hay 5 phần anh chị bớt lại gia đình một phần nhỏ, còn lại 4-5 phần còn lại anh chị nên đóng gói vào, anh chị mang ra hàng xóm, những cái người xung quanh nhà của anh chị biếu họ, nói rằng là hôm nay là anh chị là gia đình mà thực hiện cái nghi thức động thổ này, cho nên là sắp tới thì sẽ có cái việc mà thi công thì nó sẽ ồn ào, thi công thì nó sẽ bị bẩn đường, bẩn xá, rồi phải nhờ hàng xóm láng giềng thì các bác thông cảm. Thì hôm nay thì là cái nhân lễ động thổ thì có chút lộc thì biếu các bác, để rồi các bác chăm lo, rồi chỉ bảo giúp gia đình em trong quá trình làm việc chẳng hạn. Thì chúng ta trong quá trình xây dựng là đất anh chị nó bị động, anh chị lưu ý là giống như là cái trên tay của anh chị đang muốn khi trong quá trình nó động như vậy thì nó tối kỵ cái việc mà xảy ra việc cãi cọ, cãi nhau hay là cãi lẫn nhau giữa hàng xóm láng giềng, hay là tự nhiên là đất lấn nổ chỗ nọ, đất lấn chỗ kia, rồi cãi cọ lẫn nhau, cái việc đấy là việc đại hùng, đúng không ạ? Giống như là cái người phụ nữ đang mang thai mà bị bảo thôi là phải dừng lại, hay bị đánh đập hay bị mắng mỏ, thì tất cả việc đấy đều là cái tượng hung cả, cho nên là chúng ta cần phải lấy được hết lòng ở xung quanh hàng xóm láng giềng. Sau đó thì chúng ta trong quá trình thi công và trong quá trình anh chị xây dựng thì chúng ta sẽ vô cùng là thuận tiện và vô cùng là thoải mái, và sau này thì chúng ta lại về đó, chúng ta lại cư ở, chúng ta cư xử sống với nhau, và sau này hàng xóm họ động thổ, họ xây dựng thì cũng như vậy. Bởi vì rằng là có thể là những anh chị xem video này có thể rằng không phải là cái người mà sắp tới sẽ phải xây nhà, tuy nhiên nếu như hàng xóm anh chị xây dựng thì anh chị cũng nên cố gắng là hỗ trợ và giúp đỡ họ cho nhanh chóng hoàn thành cái căn nhà, và họ nhanh chóng vào mọi cái việc nó cũng hoàn thành, nó sẽ trở nên rất là vui vẻ, vì bản thân cái điều này nó cũng đem lại cái sự cát lành và đem lại cái sự tốt lành cho nhà của anh chị. Cái nhà hàng xóm đang xây, đang đào móng, đang lởm chởm, tức là tước đang xấu, mà anh chị câu giờ cãi cọ đó bao nhiêu thì cái nhà anh chị cũng xấu bấy nhiêu, và những người mà đang xây cái căn nhà là chủ sở hữu căn nhà đó thì cũng làm cái nhà cái nhanh chóng, và chúng ta cũng phải để ý cái việc mà hàng xóm láng giềng thu gom nhặt vén, rồi thường xuyên nhờ họ, rồi thường xuyên quét dọn và hỗ trợ để làm sao cho là đường thông đường xá, rồi xung quanh xây dựng nó phải trở nên là nó an toàn. Và tôi vẫn nhắc lại là chúng ta tối kỵ cái việc mà trong quá trình mà xây dựng mà hoặc là đến lúc đổ mái, và tóm lại là toàn bộ quá trình xây dựng là nó phải đảm bảo được cái yếu tố là không có cãi cọ lẫn nhau, và không bao giờ chúng ta thúc giục cái việc xây dựng nó nhanh hay là ép thợ bằng mọi cách, mà chúng ta phải cố gắng là để cho thợ thuyền trong quá trình xây dựng là nó cần phải được thoải mái tinh thần, để vì là họ mà trong quá trình họ làm việc leo ráo trèo cao, chẳng may mà ngã mà có người chết
trong quá trình mà xây dựng căn nhà đấy, thì điều đấy cũng là điều nó rất là hung, cho nên là anh chị cũng cần phải lưu ý. Và trong cái video này tôi vẫn nói rõ với anh chị rằng là động thổ nó là một nghi lễ để chúng ta thực hiện các động tác khác nhau, chứ cái việc mà cuốc xuống đất đã gọi là động thổ là hoàn toàn không phải. Trước cái lễ động thổ đấy, anh chị cuốc đào bới thoải mái, không có vấn đề gì cả, bởi vì bình thường chúng ta vẫn cuốc vườn mà, bình thường chúng ta vẫn cứ bình thường nhà thì như thế có phải động thổ đâu. Có, anh chị có cái vườn rau ở trong nhà vẫn cuốc, vẫn xới, vẫn đào, vẫn đục bình thường, như thế đâu là động thổ, đó là không phải. Mà động thổ chính xác gọi là một cái nghi lễ, đó là một cái nghi lễ để xin phép và để cho chúng ta đào sâu xuống đến chạm đến đất sét, tức là chạm đến long, để mà chúng ta xây dựng cái căn nhà. Thì đấy là cái điều mong muốn, vì tôi đã gặp rất nhiều những cái câu hỏi tương tự như vậy là: thầy ơi, nhà em có bể phốt thì em chưa động thổ em có đào được không, rồi thầy ơi bây giờ là cái chỗ thầy chỉ động thổ nó vẫn còn cái móng em cuốc không được, rồi thầy ơi em lúc mà phá nhà thì cái móng của cái gầu múc cái chẳng may nó chạm xuống đất nó lại móc lên một hố, liệu có sao không. Rồi thầy ơi, em chẳng may em lại lúc mà đào em cuốc em phải đặt cái nền cũ lên thì có phải là động thổ không. Thì để mà không phải hoặc, tức là không phải hỏi những câu hỏi như vậy nữa, thì tôi trả lời trên cái video này, tôi nói với anh chị rằng là cái việc mà động thổ thì nó là một cái nghi thức, hay nó là một cái chu trình, chứ nó không phải là cái việc mà chúng ta cứ đào bới cái giấy đấy lên bất kỳ chỗ nào mà gọi động thổ. Bởi vì chúng ta chỉ đào bới nó rất là nhỏ thôi, và chúng ta khi mà chúng ta cậy đặt bể phốt mà chúng ta có đào sâu xuống thì chúng ta cũng đã có cái lễ hạ giải, cái lễ xin phép, rồi lễ phạt mộc. Rồi nếu chị tu tạo sửa chữa lớn trong nhà thì lại có lễ xin tu tạo sửa chữa lớn trong nhà, và chọn lựa thời gian cắt lành để bắt đầu công việc đấy rồi. Cho nên là cái việc đấy là hoàn toàn không sao cả. Chúc anh chị trong quá trình xây nhà, hay là trong quá trình mà hàng xóm nhà chị xây nhà, mà chúng ta trước cái kỳ lễ động thổ thì chúng ta có được cái sự may mắn để cho quá trình xây dựng được an toàn và hanh thông, và anh chị có được căn nhà được viên mãn, và anh chị hạnh phúc bình an trong căn nhà đó. Xin cảm ơn.